Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đặt ra. Trong đó, tổng doanh thu của tập đoàn ước đạt 278.000 tỷ đồng và đã nộp doanh thu nhà nước 41 tỷ đồng. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, PVN đã giao kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị thành viên từ tháng 12 năm 2018, đồng thời tập trung thực hiện kế hoạch từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019. Nhờ đó, các chỉ tiêu khai thác dầu khí, sản xuất điện, đạm xăng dầu của tập đoàn đều hoàn thành vượt mức. Đặc biệt, chỉ tiêu sản xuất đạm 5 tháng đạt 563.000 tấn, vượt 13,5% kế hoạch. Các dự án đầu tư của tập đoàn và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn thường xuyên báo cáo Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương tiến độ, các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm dầu khí và các dự án điện cấp bách để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ tập đoàn thực hiện. Với những nỗ lực cố gắng của tập đoàn và các đơn vị thành viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tập đoàn dự kiến sẽ hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019 với tổng doanh thu ước đạt 336.000 tỷ đồng, vượt 8,3% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 49,7 nghìn tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch.